Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn chọn hiệu ứng effect cho tiếng. Bây giờ các bạn sẽ mở trong lên và các bạn vào menu. Sau đó các bạn quay sang mục thứ hai, nó là mục Epic. Mục này các bạn sẽ ấn Enter. Hiện tại đây type Epic của chúng ta sẽ là mục đầu tiên là mục type, là mục chọn cho các cấu hình effect. Thì hiện tại effect type này đang ở mục số 30, đó là long reverb, có nghĩa là reverb này là âm thanh nó vang rộng trong hang động ấy. Thì các bạn có thể chọn chế độ nào cho thì các bạn sẽ xoay cái mũi tên để các bạn chọn theo chế độ tùy. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn sang nút tab có thể edit để chúng ta sẽ tăng hay giảm effect cho từng mặt. Hiện tại bây giờ là bên này nó đang là mục, các mục này là đều căn chỉnh cho riêng từng effect, như là reverb time, tức là cái thời gian mà cái tiếng nó ngân già, cái tiếng nó reverb nó vang xa bao nhiêu. Nếu mà càng nhiều thì các bạn sẽ ấn kịch khi nào 127, mà ít thì là con số giảm xuống. Sau đó các bạn ấn sang mục send này là để chỉnh cho effect cho từng mặt. Thì hiện tại bây giờ trên này nó hiện ra là mặt 1, mặt 2, mặt 3, mặt 4, mặt 5, mặt 6, mặt 7, mặt 8. Và bốn cái mặt dưới này là bốn đường cắm trigger in để cắm cái mặt tắt rời. Nếu các bạn có cắm thì các bạn sẽ chỉnh được, mà không cắm thì bạn sẽ không cần phải chỉnh nó. Ví dụ như nó hiện tại nó đang hiển thị là type A và type B, tức là chính lớp A và lớp B. Thì các bạn cũng sẽ xoay hai cái nút này để chỉnh. Đấy, đó là càng số càng cao thì cái effect nó càng lớn. Như vậy là dẫn xong các bạn một chỉnh effect cho từng mặt. Cảm ơn.